Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương đã phát động và tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc chịu thiệt hại do mưa lũ, sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lý Quốc Hùng cùng các đồng chí thứ trưởng, lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan bộ đã tham gia ủng hộ. Với tinh thần lá lành đùm lá rách hướng về các tỉnh miền núi Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề do trận lũ quét xảy ra đêm mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 8 vừa qua, ông Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam đã phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Bộ Công thương với tình cảm và trách nhiệm chung tay cùng nhân dân cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngành công thương ủng hộ gần 3 tỷ đồng cho đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do lũ lụt. Đó là con số thống kê tính đến thời điểm sáng ngày mùng 10 tháng 8 năm 2017. Đến thời điểm hiện tại, các tổng cục, cục, vụ, tập đoàn, tổng công ty đã kêu gọi cán bộ, người lao động của đơn vị mình ủng hộ đồng bào. Theo thống kê sơ bộ, khối các cơ quan Bộ Công Thương và Công đoàn Công thương Việt Nam ủng hộ hơn 170 triệu đồng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ 600 triệu đồng, Tổng công ty Thép Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng, khối cơ quan Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, chưa kể các đơn vị thành viên ủng hộ 100 triệu đồng. Hiện các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị ngành công thương vẫn đang tiếp tục đóng góp nhằm chia sẻ những đau thương mất mát với đồng bào các tỉnh Tây Bắc. Đợt mưa lũ những tuần đầu tháng 8 năm 2017 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân các tỉnh Tây Bắc. Trong tuần đầu tháng 8 năm 2017, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên đã xảy ra mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét làm thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà cửa, hoa màu và các công trình công cộng trên địa bàn. Trong đó ba tỉnh nhiều thiệt hại lớn là Sơn La, Yên Bái và Lai Châu. Đến nay, tổng thiệt hại đã hơn 1.000 tỷ đồng.